ở một trận đấu thuộc giải làng mở rộng gần đây ở châu Phi. Khi các đồng đội đang thảo luận để lựa chọn ai là người đá phạt đền, thì bất thình lình một cậu bé từ đâu lao đến thực hiện cú penalty thảm họa khiến đội nhà mất cơ hội ghi bàn. Quá cay cú, các đồng đội đã đuổi theo để xử lý nghịch tử. Video hài hước từ bóng đá đường phố khiến người xem không thể nhịn cười. Và các bạn đừng quên subscribe channel thứ hai của chúng mình đến kèm dưới phần mô tả để ủng hộ cho kênh của chúng mình nhé. Penalty luôn là một cuộc chơi không dành cho những kẻ yếu tim. Tuy nhiên, song song với những cú đá phạt đền căng thẳng có thể quyết định vận mệnh cả một giải đấu, thì vẫn còn đó những pha tấu hài xuyên biên giới từ chính khoảng cách 11m đầy oan nghiệt này. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngưỡng lại những cú đá penalty đầy hài hước đó để xem rằng trên chiến trường mang tính khốc liệt ấy, các nghệ sĩ nhân dân trong vỏ bọc của ngôi sao bóng đá đã khiến khán giả cười phấn khích như thế nào nhé. Mở đầu cho video đầy tính giải trí ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với màn trình diễn rùa hết vườn thiên hạ của Guo Chunquan. Thanh niên có cái tên nửa Tây nửa Tàu này sau khi có pha lấy đà hơi tốn calo đã đưa trái bóng đập thẳng vào cột dọc. Nhưng bằng một phép màu diệu kỳ nào đó, bóng lại tìm đến đúng lưng của thủ môn đối phương và bay luôn vào lưới. Tuy là người được coi là quyền lực nhất ở trên sân khi cầm chiếc còi đại diện cho cán cân công lý, nhưng trọng tài chính cũng có những nỗi khổ tâm riêng của mình. Rồi trong tình huống này thì ngài xử lý thế nào đây? Bởi sau khi anh chàng số 7 kia đã hỏng quả penalty thì trái bóng lại đập thẳng vào mặt trọng tài và chui tọt vào lưới. Vừa rát mặt lại khó xử với cả hai bên, thế này mà không gọi là khổ tâm thì còn gì khổ hơn nữa, thương anh. Nếu có cơ hội được là thủ môn trong tình huống này thì cho dù có được xem trước đến bao nhiêu lần thì việc có thể ngăn cản thành công vẫn là một bài toán nâng cao lấy 10 điểm trong mỗi kỳ thi vậy, rất khó. Đơn giản là vì tác giả của bàn thắng này, Marcus Adamiat, đã thực hiện một siêu phẩm đầy ảo giác khi ông này lại xuất bằng chân trụ nó mới ghê, đỡ làm sao được bây giờ, bó tay.com. Cho mình xin được đặt thêm một câu hỏi, nếu bạn tiếp tục phải đóng vai người gác đền trong tình huống này, liệu bạn còn đủ niềm tin để đá tiếp hay không? Hay sẽ tìm một góc nào đó mà khóc cho vơi bớt nỗi đau này? Ai đời mất bao công sức mới cản được quả 11m của đối thủ, thì hai ông thần đồng đội thì nhào xúc tung cả lưới mình ra thế này, nghĩ thôi mà cũng thấy chán, cay thật sự anh em ơi! Lời khuyên là mỗi khi đứng trước chấm phạt đền là hãy chuẩn bị cho mình một tâm hồn thật đẹp và để ý xung quanh xem có gì khác thường không, từ giày cho đến mặt cỏ. Chứ đừng nên tự tin quá để rồi nhận cái kết ngã dập mông như trường hợp này của Leonardo nha. Còn trái bóng đâu rồi quý vị?
Vâng, anh em cứ yên tâm là không có chú chim nào bị bắn hạ đâu. Nó đang yên vị bên ngoài khung thành rồi. Thông thường khi đá pen, nhảy chân sáo sẽ là kỹ thuật mang độ khó cấp cao, nhưng đi kèm với đó là độ hiệu quả đã được kiểm duyệt là chuẩn không cần chỉnh. Ý là tôi nói đến các phiên bản real như của Bruno Fernandes hay Jorginho, chứ chuyển qua hàng phép như anh chàng Palingan này thì chỉ còn nước ôm mặt mà khóc thôi, chứ ăn gì được tầm này. Thì quả sút penalty này của Sven Zida cũng chẳng có gì để nói. Bóng đập vào cột dọc rồi nảy vào lưới. Nhưng sự tấu hài lại đến từ pha lấy đà rồi ăn mừng trông rất kiểu, tạo thêm độ cay nồng cực độ cho đối thủ của thanh niên này. Nó nhây ở cái tầm vô đối. Trong pha bóng mà Norris Abdalian vừa tung cú sang tua ngược, vừa đá tung mạnh lưới như thế này, lựa chọn tốt nhất cho thủ môn đội bạn đó là đứng yên nhìn tác phẩm nghệ thuật được hoàn thành, chứ đừng cố gắng bay người làm gì cho mất công. Bởi vì cú đá penalty này nó đã vượt xa mọi sức tưởng tượng của con người rồi, cố cũng không đỡ nổi đâu anh bạn. Tôi cũng không biết phải gọi pha lấy đà này của Norris Nowitzki là cục xúc hay là màu mè nữa. Chỉ biết là sau màn dậm chân dài hơn cả một thế kỷ này, thanh niên cao to mang áo số 41 đã có pha bắn chim không thể thốn hơn. Nhưng chẳng ai cảm thấy cay cú cả, bởi vì đơn giản trận đấu mang đúng tính chất của Just for Fun. Còn Dirk Nowitzki cũng là một tay bóng rổ huyền thoại, chứ không phải là dân chơi bóng bằng chân chuyên nghiệp gì. Thế nên dù là có đá hỏng 11m nhưng vẫn cứ vui cười lên bà con, đời mà có mấy khi. Với một cá tính mạnh như Zlatan Ibrahimovic thì phong cách sút penalty của siêu sao này nó cũng phải chất chơi người dơi. Thế nên cho dù là cú sút thẳng vào khung thành nhưng Ibra lại dứt điểm theo kiểu Panenka phiên bản cục sút, thì thủ môn đối phương có cố gắng cứu lấy như nào thì cũng chẳng còn gì, dù chỉ là cái nịt đâu. Vừa rồi là những màn đá phạt đền vô cùng độc đáo của các cầu thủ trên khắp thế giới, từ chuyên nghiệp cho đến nghiệp dư, khiến khán giả vô cùng trầm trồ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video hấp dẫn, đừng quên ấn like, subscribe để ủng hộ cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.